Ok, nếu bạn có nhu cầu nạp robot cũng như cày thuê, hãy truy cập ngay shoprobot.net ngay ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào mừng các bạn quay trở lại với series Tán Dốc cùng với Gạo Người TV. Thì trong cái series này mình sẽ đưa tới các bạn những thông tin liên quan tới Prolog mà có thể các bạn chưa biết hoặc là sẽ không bao giờ được biết. Ngày hôm nay video này mình sẽ nói về StarCode và video Star Program. Thật ra là lúc cái chương trình này nó vừa ra mình cũng đã có làm video để review rồi, các bạn có thể search lại những video cũ ha. Hôm nay mình lại tiếp tục đưa tới các bạn một video do mình đã thử liên hệ, tự mình chủ động liên hệ với Prolog để apply, tức là đăng ký tham gia chương trình này. Và kết quả ra sao, Prolog họ phản hồi như thế nào, các bạn hãy coi tới hết video nha. Video Prolog, video Star Program là một cái chương trình đã ra cách đây chắc cũng được hơn 2 năm. Nó là một cái chương trình dành cho những influencer, những người tạo video liên quan tới tựa game Prolog, quảng bá hình ảnh cho Prolog. Thì cái điều kiện mà chúng ta cần có đó chính là tổng số lượng view trên cái kênh YouTube của bạn hay bất kỳ nền tảng video nào phải trên 10 triệu view. Thứ hai là số lượng view mỗi video đăng lên phải là 25.000, trung bình phải 25.000. Thật ra cái điều kiện này nó cũng không gọi là quá ép buộc. Thời mà có khi video bạn view thấp, video bạn view cao ha. Chủ yếu là cái điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ ba, tức là tổng số view trên kênh là 10 triệu trở lên. Chúng ta sẽ có ít nhất 100.000 người follower hoặc là subscriber trên kênh YouTube hoặc là trên kênh Facebook. Và cái phần mình khoanh đây nó cũng chính là cái rào cản khiến cho Việt Nam mình cũng như những nước lân cận như Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản gì đó không được chú ý tới. Đó chính là chương trình này hiện tại available chỉ cho những content creator làm video với nội dung ngôn ngữ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức và tiếng Pháp. Và nếu các bạn thấy mình có đủ điều kiện yêu cầu thì các bạn phải apply, chủ động liên hệ qua mail của Prolog. Cái điều mà nhiều người muốn tham gia vào chương trình này, bên cạnh cái việc được Prolog tặng đồ thường xuyên, thì họ sẽ được cho một cái code. Và code này nếu người nào mua robot và nhập trong cái phần nhập code Video Star Code thì bản thân các bạn sẽ nhận được 5% số robot mà cái người đó mua được. Mua 1.000 robot thì các bạn sẽ nhận được 5% của 1.000 robot mà người đó mua. Nghĩa là các bạn ngồi không, các bạn cũng nhận được 50 robot. Tại vì 5% của 1.000 robot là chúng ta có 50 mà. Thì có một cái group dành riêng cho những Prolog Video Star. Cái group này nếu các bạn bấm join group á, thì nó cũng chuyển các bạn vô chế độ pending thôi. Nghĩa là cái group này phải được duyệt bởi admin. Thì chúng ta quay trở lại vấn đề ha. Tới đây chắc các bạn sẽ thắc mắc, ủa, ông gà này ông đâu có làm video bằng tiếng Anh đâu, mà ông tham gia chương trình này làm gì? Khoảng tầm 2 tháng đổ lại đây, mình có thuê một cái bạn phụ đề, một cái bạn học đại học, bạn đó dịch phụ đề video của mình từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Để mình muốn mở rộng cái thị trường này ra, muốn mở rộng cái cộng đồng người xem của mình trên cái kênh YouTube của mình sang nước ngoài. Các bạn vào video bạn kéo nè, thì thấy là có những cái chữ CC đúng không? Tức là phụ đề. Các bạn vô một video bất kỳ rồi các bạn bấm vô chữ CC này, nó sẽ cho chúng ta lên một phụ đề tiếng Anh. Có thể là những cái câu văn này, những cái câu mà dịch phụ đề nó không chuẩn xác, không chuẩn chỉ 100% ngữ pháp. Nhưng chắc chắn nếu bạn là người nước ngoài vào video của mình, các bạn bấm phụ đề lên thì các bạn vẫn có thể hiểu. Thì đó chính là cái lý do mà mình đăng ký tham gia thử để xem là sau 2 năm Prolog nó đã phát triển như thế nào rồi và mình có cơ hội để tham gia vào cái chương trình hay không. Thì đây là mail của mình gửi vào ngày 2 tháng 3 năm 2021. Mình cũng không cho bạn coi đâu ha, bởi vì mình rất là yếu cái phần viết, nghe nói đọc hiểu, giao tiếp bằng tiếng Anh thì mình rất là ok. Mình gửi cách đây 12 ngày, Prolog cũng nói là cái email này sẽ được phản hồi cho bạn ít nhất là 2 tuần. Nghĩa là bạn phải chờ 10 ngày tới 14 ngày, tùy. Thì cái câu trả lời nó cũng y chang bên cái phần này, nó cũng BECDOC luôn. Người ta cũng nói là Prolog hiện tại chỉ hỗ trợ cho những người mà làm video bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Đức và tiếng Pháp. Và chưa hỗ trợ ngôn ngữ là tiếng Việt Nam. Tương lai thì chúng tôi sẽ phát triển mở rộng sang những nước châu Á. Và khi đó nếu bạn thích hợp thì chúng tôi sẽ chủ động liên hệ cho bạn. Thì tóm lại là Prolog hiện tại vẫn chưa hỗ trợ những YouTuber nói tiếng Việt. Dịch phụ đề sang tiếng Anh như là những video của kênh mình cũng không được luôn. Các bạn chỉ có thể làm những video với ngôn ngữ nó cho phép. Hoặc là bạn không bình luận gì trong video, các bạn làm thẳng một video, chèn nhạc vô, rồi phụ đề tiếng Anh trực tiếp lên video. Thì như vậy ok. Rồi thì đó là toàn bộ câu chuyện về cái việc mình thử gọi là apply đăng ký vô chương trình Prolog Video Star Program để xem như thế nào ha. Cũng như là giải đáp thắc mắc cho một số bạn hỏi là tại sao Việt Nam mình cũng có những YouTuber 100k sub, 200k, 1 triệu sub cũng có, nhưng mà Prolog họ không mời. Cảm ơn theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.